Canh ba, những bài thơ của vua Thánh Tông. Canh ba sương gió, trời biển xa xăm, một mảnh trăng lạnh trên nền trời biết. Vua Lê Thánh Tông sinh ngày 25 tháng 8 năm 1442, mất ngày 3 tháng 3 năm 1497, là hoàng đế thứ 5 của hoàng triều Lê nước Đại Việt. Ông trị vì từ ngày 26 tháng 6 năm 1460 đến khi qua đời năm 1497, tổng cộng 37 năm, là vị hoàng đế trị vì lâu nhất thời hậu Lê, giai đoạn Lê Sơ trong lịch sử Việt Nam. Lê Thánh Tông hết sức chú trọng phát triển giáo dục và văn hóa. Qua việc ông mở rộng quy chế các khoa thi chọn ra người tài cống hiến cho quốc gia, ông đặt lệ 3 năm mở một khoa thi lớn, cho phép những người thi đỗ được về quê vinh quy bái tổ, lại cho dựng văn bia ghi tên họ ở văn miếu. Lê Thánh Tông là một nhà thơ và phê bình văn học, vừa sáng tác văn thơ, vừa nghiên cứu, phê bình. Năm 1495, ông sáng lập ra Hội Tao Đàn, xưng làm Tao Đàn Nguyên Soái, sướng họa thơ ca cùng đông các đại học sĩ thân nhân Trung, Đỗ Nhuận và nhiều quần thần khác, tổng cộng 28 người. Hội Tao Đàn ra đời đánh dấu bước phát triển cao về văn chương đương thời. Thơ văn của ông chứa đựng tinh thần yêu nước và tinh thần dân tộc sâu sắc. Ông sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị như Huỳnh Nguyễn Cũ Ca, Châu Cơ Thắng Thưởng, Chinh Tây Ký Hành, Minh Lương Cẩm Tú, Văn Minh Cổ Suý, Cổ Tâm Bách Vịnh. Tất cả khoảng trên 300 bài bằng chữ Hán, Hồng Đức Quốc Âm thi tập bằng chữ Nôm. Số lượng tác phẩm thi văn chữ Hán của Lê Thánh Tông thực tế có thể còn nhiều hơn, nhưng còn lại đến nay chỉ có khoảng 350 bài. Ngoài thơ chữ Hán, Lê Thánh Tông còn có khá nhiều thơ Nôm, tập trung chủ yếu như Hồng Đức Quốc Âm thi tập. Hiện vẫn chưa có con số thống kê chính xác các bài thơ Nôm của ông, nhưng bài văn Nôm Thập Giới Cô Hồn Quốc Ngữ Văn có thể coi là bài văn biền ngẫu có giá trị bậc nhất của thế kỷ 15. Trong đó, không chỉ ghi chép thơ văn mà còn ghi chép về lý luận phê bình văn học, về lịch sử, kinh tế, quan chế, địa lý, vân vân. Lê Thánh Tông là người dẫn đầu phong trào mới này, cả về nghệ thuật thể hiện, cả về tư tưởng triết học. Thánh Tông Di Thảo là dấu mốc quan trọng ghi nhận bước trưởng thành của truyện ký Đại Việt viết bằng chữ Hán, ra đời trước cả tập Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ thế kỷ 16. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vua có thiên tư tuyệt đẹp, thần sắc khác thường, vẻ người tuấn tú, nhân hậu, rạng rỡ, nghiêm trang, thật là bậc thông minh xứng đáng làm vua, bậc trí dũng đủ để giữ nước. Ngay từ thời nhỏ, vua đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người, không chỉ học hành sáng dạ, mà còn rất chịu khó, sớm tối không rời việc đọc sách. Thầy của vua là Trần Phong sớm nhận ra tư chất hơn người của ông. Đức tính ham học đã theo ông đi suốt cả cuộc đời. Ngay cả khi ông đã lên ngôi, phải lo toan nhiều vấn đề quốc gia đại sự, nhà vua vẫn không ngừng học, giống như câu thơ do chính ông viết: trống dời canh còn đọc sách, chiều xế bóng chữa thoi chầu.
Trong các bài của ông có những bài thơ đặc tả cảnh ban đêm thanh tịnh, lãng mạn, trăng thanh gió mát. Anh hùng mỹ nhân thật tuyệt vời. Trong số đó, nổi bật ba bài thơ nói về canh ba trong đêm khuya, một bài chữ Hán và hai bài chữ Nôm. Bài chữ Hán là Tam Thanh Nguyệt, nghĩa là trăng canh ba. Tam canh phong lộ hải thiên liêu, nhất phiến hàng quan thượng bích tiêu. Bất chiếu anh hùng tâm khúc sự, thừa vân tây tiến dạ thiều thiều. Dịch nghĩa là canh ba sương gió trời biển xa xăm, một mảnh trăng lạnh trên nền trời biếc. Chẳng soi đến khúc nôi trong lòng người anh hùng, chỉ theo mây về tây đêm dài dằn dặc. Với bài thơ chữ Hán này có nhiều bản dịch khác nhau, sau đây là những bản dịch xin được giới thiệu. Thứ nhất là bản dịch của Phụng Hà. Canh ba sương gió trời biển xa, bầu trời lạnh biết treo trăng ngà. Tất dạ anh hùng trăng chẳng rọi, tây tiến cùng mây đêm bao la. Và sau đây là bản dịch của Bùi Nguy Bích trong Hoàng Việt Thi Tuyển, nhà xuất bản Văn Học năm 2007. Sương gió ba canh giữa bể xa, bầu trời sáng rực bóng hằng nga. Anh hùng tâm sự nào soi thấu, đêm vắng theo mây xế xế tà. Và đây là bản dịch của Trương Việt Linh. Sương gió ba canh trời biển thẳm, một vần trăng lạnh tích trên cao. Tấm lòng hào kiệt khôn soi thấu, đêm vắng theo mây hướng xứ đồi. Và cuối cùng là bản dịch của Lương Trọng Nhàn. Sương gió canh ba trời biển xa, trên nền trời biếc mảnh trăng ngà. Tất dạ anh hùng sao rọi đến, theo mây về tây đêm dài qua. Bên trên là bài thơ chữ Hán đặc tả về canh ba trong đêm khuya. Còn đây là hai bài thơ canh ba trong đêm khuya bằng chữ Nôm. Xin đọc bài thơ canh ba thứ nhất là: Đêm chia nửa khéo hai là, giữa giáp canh ban chống ba. Đường quạch phất phơ cây ngất gió, trên không lác đác tuyết bay hoa. Bâng phân kẻ mệt hồn thần nữ, phản phất trời cao bóng tố nga. Nhớ chúa kìa ai nằm chẳng nhấp, thâu đêm trằn trọc đợi canh gà. Và đây là bài thơ canh ba thứ hai: Đến ba canh ban chống ba, trên không lác đác tuyết bay hoa. Cửa danh liễu kính khăng khăng đóng, thuyền bãi lao kề đặng đặng ca. Thiết thạch lòng bền trăng nở trễ, quan sang đường viễn ngại chi qua. Chính trùng nằm miễn yên giấc, nước đã yên lọ hỏi nhà. Những bài thơ canh ba trong đêm khuya của ông lột tả một nỗi niềm của hai người yêu lãng mạn,
quyến luyến giữa mỹ nhân và quân vương. Những vần thơ thật tuyệt vời và ấn tượng. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn trong một video kế tiếp. Xin đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký để theo dõi kênh khi có những video mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.